trả lời trôi chảy khi được đặt câu hỏi. Trong quá trình diễn thuyết, người nghe có lúc sẽ đặt câu hỏi với người nói. Có câu hỏi thực sự là xin ý kiến, nhưng cũng có câu hỏi nhằm mục đích thăm dò trình độ người nói, còn có cả những câu hỏi cố ý làm khó khiến người diễn thuyết bối rối khi gặp trường hợp này. Đầu tiên phải chuẩn bị trước câu trả lời cho những câu hỏi mà người nghe có thể sẽ hỏi. Thứ hai là làm rõ mục đích và ý đồ của người hỏi trước khi trả lời. Thứ ba là cố gắng trả lời ngắn gọn, xúc tích nhằm thể hiện trí tuệ và năng lực của bản thân. Đối với những người mượn cơ hội đặt câu hỏi để công kích, phải kiên quyết đáp trả. Đương nhiên, việc đáp trả này cũng cần kỹ năng. Một lần, nhà sinh vật học nổi tiếng Darwin được mời làm báo cáo về thuyết tiến hóa. Khi báo cáo vừa kết thúc, một cô gái xinh đẹp đã nêu câu hỏi: theo lý thuyết của ông, con người tiến hóa từ vượn. Nếu áp dụng lý thuyết này với ông thì rất đáng tin. Lẽ nào tôi cũng nằm trong số đó? Đương nhiên rồi. Darwin nhìn cô gái và trả lời: thế nhưng cô không phải tiến hóa từ vượn thông thường, mà tiến hóa từ một con vượn vô cùng xinh đẹp.